Vâng, và tiếp tục đó là video em giới thiệu một con âm CD hay và rất là tầm tiền nha các bác. Và giá rất là tốt để các bác sở hữu em nó, đó là một model CD chuyên nghiệp vô dòng high-end của Denon. Series là AL24, model là 1650SR. SR là phiên bản cao cấp nhất của 1650 nha các bác. Giá rất là tốt trong đợt này về, cực kỳ tốt cho các bác nha. Full phụ kiện có nghĩa là dây nguồn này, catalo và khiển đầy đủ hết cho các bác nha. Đấy, full luôn. Máy rất đẹp luôn nha các bác. Mạc là mạc gold. Thì những dòng đời cao cấp high end của Denon đều sở hữu đều mạc vàng gold như thế này nha. Vàng rực lờ các nha các bác. Thiết kế high end. Đây. Đây là những đầu đẹp CD nổi danh của hãng Denon và giá rất là hợp lý túi tiền. 9.500.000 đã bao gồm phí ship. Giá thì em đã cân đối cho các bác rồi nha, để các bác sử dụng và mua được một cái giá tốt nhất. Tất cả hoạt động hoàn hảo nha các bác. Offline. Đây, máy rất đẹp nha. Bác nào lấy thì alo cho em Chiến qua hệ số điện thoại trên. Đây là phụ kiện của nó nha. Đấy. Hay là bên trái này. Máy cực kỳ là xuất sắc luôn nha. Sử dụng điện 100V nha các bác. 100V. Các bác cần một con đầu đẹp CD có chất lượng âm thanh tuyệt vời, dày dặn để nghe nhạc vàng, nhạc bolero, để khai thác những đĩa CD chất lượng, điện 100V, cổng đường tín hiệu ra và đi guitar. Thì bên trong nó sẽ có cấu hình khá là ngầu, thì em cũng quay luôn để các bác cùng xem nha. Chờ các bác chờ em xí. Vâng, đây là cấu hình bên trong, em nó sử dụng là hai tăng phô đều bị đúc trong này nha các bác. Ở nằm trong một cái khuôn nhôm đốc nha. Hai tăng phô đó thì thấy được hai nguồn điện này được nằm trong này luôn, chứ không làm nguồn rời như những dòng đời thấp khác. Nhưng đời 1650 thấp thì nó sẽ làm nguồn rời. Còn ở đây là hai anh cao cấp, các bác chỉ thấy được những con ampli cao cấp của Denon đều sử dụng nguồn như thế này nha, đều bị đốc hết trong này. Và đây phần bo tòa linh kiện đời hai anh. Đấy, có thể chỉ đời nằm trong cái khuôn đốc nhôm nè, đục nguyên khối nhưng mà. Hay là phần bộ cơ. Đấy, thì cấu hình của dòng 1650SR, dòng lớn thì nó như thế này nha các bác. Bác nào lấy alo nhân Chiến nha. Giá 9.500.000 đã cân đối, tiết kiệm 1 triệu so với giá thị trường. Và máy cực kỳ đẹp cho các bác nhé. Rồi, bác nào lấy cứ yên liên hệ cho em Chiến đi, qua hai số điện thoại trên. Các bác nào chuyển không đủ thì em sẽ bớt con này là 200.000 nha, em không bớt nhiều được. Thì cái nào tiện thì em sẽ bớt cho các bác. Chuyển không đủ là còn 9.3 triệu, còn cọc tiền thì các bác cọc tiền khoảng 2 triệu thì em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Em về em này rất là xuất sắc nha, có khiển cho các bác nhé. Hay mặt đẹp long lanh. Về cơ bản cây gu thiết kế của hãng Philips thì nó rất là tinh tế, đơn giản, không màu mì, nhưng nó nhìn rất là nhìn mãi không chán nha các bác. Tại vì nó có một cái gu thiết kế đơn giản như thế này nên là các bác ngắm hoài nó không có gì gọi là chán cả. Cái gì đơn giản là càng tinh tế. Hai bên hông nó sẽ có hai cái hồi gang nha các bác. Các bác thấy hồi gang, cái văn gang rất đẹp luôn nha. Đây là bốn con ốc được chia với bốn cái cao su. Thì hiện tại đang có đĩa trong này, em đã nhận 16 bài, tí nữa em sẽ bấm test cho các bác nha. Đây là những con CD chuyên nghiệp chạy giải mã Philips rất là hay nha. Đây là khiển của nó nha các bác. Đây là phía sau là có cổng inbox, cũng như những con CD khác thôi, sử dụng điện 100V nha các bác. 100V nha. Rồi, em bấm play luôn, các bác cùng xem và em test hoạt động của nó luôn. Máy rất nặng nha các bác, đặc trưng những dòng Philips rất là nặng. Máy đều rất là nhanh nha các bác. Nó cũng sử dụng máy từ như những dòng Sony, nhưng chất âm của nó lại được phát triển bởi hãng Philips. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero, những dòng nhạc mà cổ điển thì các bác ngồi back, cũng như các bác chơi audio lâu năm rồi bác
thích nghe những dòng loa AR, những dòng loa cổ Mỹ, Nhật thì thường sưu tầm những con CD đến từ Philips hoặc là Marantz, vì chất âm Philips và Marantz khá giống nhau nha các bác. Tại vì cái hai cái hãng Marantz và Philips nó sản xuất CD, nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau nha. Nên các bác thường bắt gặp những con CD Marantz và Philips nó có ngoại hình khá giống nhau là như thế, nó có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Sau đây em mời các bác đi vào bên trong cấu hình bên trong của con CD Philips LH300. Và em quên báo giá, con này giá 17.500.000 đã bao gồm phí ship nha. Máy đẹp rất là xuất sắc nha các bác. Các bác thêm mặt tiền của nó này, đẹp long lanh luôn nha. 17.500.000 đã bao gồm phí ship. Vâng, đây là khi em đã mở tất cả để ra để các bác xem được cấu hình bên trong. Các bác thì thấy bo mạch xử lý của dòng Philips rất là khủng. Đây là hai con chip này các bác. Đấy, hai vế và những IC hiển và khuếch đại, và sử dụng những IC chính là Motorola nha các bác, sử dụng Motorola. Thì thường đa số những dòng Marantz và Philips nó đều sử dụng những con IC cao cấp của hãng Motorola hết nha các bác, Motorola Mỹ hết nha. Đấy. Đây, khung sườn rất là mới nha các bác. Đây là bộ cơ cực kỳ khủng. Điện 100V nha các bác. Rồi, bác nào yêu thích con Philips LH300 thì liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên, giá 17.500.000. Đây là những con CD có âm sắc cực kỳ là tuyệt vời nha, rất là nổi tiếng rồi.